Ui à. Ui mấy con này. Rồi. Trời chết nhá. Rồi luôn. Sập rồi không? Sập rồi. Đúng không? Đúng không? Tản ra đi, đi săn lấy. Chưa sập được vậy nhờ. Nó đang sập. Chí gì? Nhưng ai đi trứng sao? Em đi trứng gì vậy? Ừ, chỗ mình chỗ mấy bà cũng hay đi đào ba kích mẹ cúc cắt mẹ trèo mèo mẹ hạt thụ ô nhớ các bà đi về nhìn nhau nó đổ hết cây nhỉ. Nó trên nó cứ còn keo ấy. Nó chơi vào cứ rào. Qua uống nước chè về lại 4 giờ sáng mới ngủ được chứ. Giờ 2 giờ xong. Cái nước chè. Hôm qua em có dám uống không? Đúng rồi. Vẫn 1-2 giờ. Ừ, thì mà cào cái trường pha rồi đặt hết chứ. Hai hôm trước 3 giờ. Hôm qua thì 3 giờ. Uống nước chè 3 rưỡi. Qua em vẫn dám đội đá thôi. Mất điện. Nóng. Hôm qua em có dám uống nữa không? Sợ rất nhiều. Quá. Không chưa đúng qua ông pha chè đặc quá. Còn nếu mẹ ông pha mẹ đặc thịt nữa. Có qua mà nghỉ. Vì nhiều ong vang lắm ấy. À. Đấy, đi nó tia cho rồi. Ôi ôi luôn. Trong lành nhưng mà nó oi. Chết nó oi. Ui, cây nhố, cây nhà hoang ấy. Vào đi, có đi. Đây này anh ơi. Ui, cây ấy này. Cái cây, cái gì nhỉ? Cái cây mà hai anh em mình hay ăn quả ấy. Tiên. Lạc tiên đó. Mà nhiều kiến lắm. Mà ăn hết sạch rồi mọi người. Đấy. Ngâm rượu nhỉ? Ừ. Ok ok anh ơi. Ok, muốn ngủ này. Một ong đấy. Đây, mọi người nhìn này, nó trông như quả chanh nheo luôn. Đấy. Mà nó thơm cực kỳ luôn. Cái này hình như là cái chuột cho con gì ăn nhỉ? Kiến à? Kiến à? Chuột. Đấy, nó ngủ nhiều rồi. Ây da. Này nhiều phết đấy mọi người. Ý giời ơi. Làm cái hũ này hơn ngâm rượu ạ. Ngon đấy, thơm đấy. Thơm, quả này thơm đấy. Tết mang ra đãi khách rồi. Ngon đấy, thơm, chưa có anh ngâm. Không, đâu có luôn. Chưa anh ngâm. Ngâm cái này uống thơm vừa ấy nhỉ. Ừ. Đặc biệt đấy. Mùi như chanh nheo. Rồi, bố con kia đâu rồi? Thơm hơn chanh nheo. Cái này trông này. Ừ. Anh ạ, ngồi tí rồi. Ơi. Ơi. Cái gì anh? Ở trong nhà hoa có con gì không? Đâu? Nhìn. Không biết. Vừa ngồi tí lấp vào tay. Cẩn thận đấy. Lấp vào tay nhé. Đâu ấy? Trong này không? Ui, có cả cái nón kìa. Con gì?
con gì? Chú chưa? Đấy, rắn này là gì? Ôi trời ơi. Cẩm long ơi. Cẩm long. Ừ. Ô. Cẩm long. Vàng chóe. Cho. Ê giời. Ui. Thôi. Ê, xuống con vào tao quay cho mọi người xem này. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Chú gọi quay lại cho xe có thấy nè. Thôi, đứng lại, đứng lại cho xe có thấy nè. Thấy không? Dương nó lại. Thấy không? Ủa? Cái nón này. Bò, cái bà lô xuống. Cái này gói nữa. Mấy con này? Rồi. Cái này ba con. Ba con à? Đây rồi này. Con luôn nhỉ? Đẹp chưa? Đấy. Oh. Con này đẹp chưa? Đấy. À, dạ. Sợ bời luôn. Ui giời chưa? Chính chưa? Chắc có đúng không? Lào nhanh chưa? Này nó hồ ha. Này, đẹp chưa? Ông bán lên dấu đầu kìa. Ông bán luôn. Đẹp nhỉ? Rồi là thử cái đoạn này xem không nào. Thử để bắt con này ra đó. Lấy cho nó còn ra. Bắt đi. Có phi nhanh chưa? Ôi trời. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đấu đầu rồi. Này nó bóng loáng luôn. Đẹp. Ui. Cẩn thận đấy. Đấy. Xem cái đấy. Ui. Vàng cũng có chín luôn. Ui. Đi lăng quăng nha. Kiểu ngại. Kiểu ngại cam chưa? Bọn này có rắn này nó cũng ít khi tắn người mà. Đâu thì chỉ ra là mình đè vào nó là gì nó mới tắn thôi. Đấy. Đấy cái gì? Nhiều cũng ổ. Nhiều kiểu là mình tối là gì mình tắn vào thì nó mới chơi luôn đấy. Rồi. Cho tối đi. Con này tối con này tối đi săn nhiều. Về cho nó chú nhỉ. Chú rồi. Cái túi ấy nhỉ. Xanh nhá, nhặt cho nó tối nó rút nhặt. Rút nhỉ. Bóng nhá. Đặt cái bút của nó nè. Ngoài cao long nó tươi nguyên luôn. Kiểu nó út rồi. Ngoài này giá trị hơn là cả hổ mang ấy. Đó. Đúng không? Tầm cỡ to như này là phải nói là được rồi đấy nhỉ. Mò đi. Đấy. Thật đấy. Ôi, đây cái đầu của ta đây. Anh học bắt kéo mấy cái đoạn đấy cho nó thoáng. Ui, con này. Nó to đấy nhỉ. Nó to nó tí.
Nó cầm ở giữa đấy người ấy. Con này như nó đang làm ủ lột hay sao ấy. Cho mọi người xem. Sạm màu. Đây, to đi. Ừ, này, em. Còn một em nữa nhỉ? Đây, còn một em trong này. Ủa, con bắt không? Đây. Đấy, đầu nó như đuôi ấy. Cẩn thận. Ui à? Cái gì à? Rào ấy. Con này nó đang quăng. Cầm ngang quăng ấy. Ui à? Cái gì à? Đấy còn nó rắn vào đấy như thế đấy. Đấy, không vậy? Em biết bây giờ cũng bắt nhịp bắt bằng làn nhỉ. Chân hôm nay đỡ có chung rồi. Đất tầm bắt. Con này bóng luôn. Ôi cái đầu cơ đầu chứ. Đấy rồi cứ đầu à. Ok. Cái chan nó đi. Đấy nhìn thấy con ba. Cầm tay luôn. Ui. Ôi con đứa. Con này to. Đây em mà thò tay vào nó là chặt cắn đứt trúng nó rồi. Không phải đâu, ngồi để tay ở đằng sau đít này. Rồi quay người quay tay thôi chứ không phải là quay cả người, nhớ không có người bên cạnh nó cắn nó quăng vào người khác. Mình cứ giữ nguyên mình quay ở cái to ra bối bối được đấy chứ kho trong quay ra đằng khác như thế này. Làm rồi. Ui cái này. Ui cái này. Chạy rồi, nó đang làm rồi. Ui. Con này mới đang tha rác rồi. Nó làm mấy đấy kìa. Đấy. Thôi mời nhá. Để anh em kết thúc video đây. Thì người xem video nhớ like kênh ủng hộ ai bố con. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.